Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của chuyên mục An ninh Đà Nẵng, được phát định kỳ hàng tuần trên sóng của Đà Nẵng TV. Chuyên mục tuần này sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Lực lượng công an các cấp nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bằng tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ cao nhất để bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân trước làn sóng Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp. Ngay trong thời điểm kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát Nhân dân 20 tháng 7, công an các đơn vị địa phương đã xuất sắc lập nên nhiều chiến công trên trận tuyến đấu tranh với các loại tội phạm. Nổi bật trong số đó có thể kể đến hai chuyên án mà Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố vừa khám phá thành công. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 7, Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian đến. Theo đó, ngay sau khi hình thành nhiều chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng, Công an thành phố đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương phối hợp với chính quyền và các lực lượng có liên quan tổ chức khẩn trương các biện pháp khoanh vùng cách ly, điều tra dịch tễ các trường hợp liên quan đến F0, F1. Tại các điểm nóng, lực lượng công an cơ sở tổ chức đảm bảo an ninh an toàn cho người dân và công nhân người lao động được lấy mẫu xét nghiệm. Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo công an các đơn vị cần quán triệt cho cán bộ chiến sĩ, xác định rõ tinh thần chiến đấu, sẵn sàng thực thi nhiệm vụ khi có yêu cầu, chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trước những nguy cơ của dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, sau ngày thành phố Đà Nẵng bắt đầu áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 4 phường, gồm phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, phường Thạc Gián, An Khê, quận Thanh Khê và phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Mọi công tác đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ cho người dân trong khu vực phong tỏa đang được lực lượng công an cùng chính quyền địa phương triển khai nhanh chóng, giúp người dân an tâm và công tác cách ly, phòng chống dịch đạt được hiệu quả nhất định. Phường Thạc Gián, quận Thanh Khê trong những ngày đầu áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Công an phường đã triển khai phân bổ lực lượng tại 9 chốt phong tỏa cứng ở đầu các tuyến đường, 11 chốt tại các khu dân cư có ca mắc COVID-19. Bên cạnh đó, ở các khu vực nguy cơ thấp hơn, Công an phường đã chủ động phối hợp với các tổ COVID cộng đồng, hướng dẫn người dân không ra ngoài nếu không thật sự cần thiết và phải có giấy xác nhận của địa chỉ nơi đến làm việc. Mình theo quy định của nhà nước đó, họ đưa quy định có giấy tờ thủ tục ra để ra được thiết mua thực hàng thiết yếu gì đó và mình đi rồi mình về lại đúng giờ đúng quy định đó. Để hạn chế di chuyển thì cái việc này là rất là cần thiết để cho xác định đúng người mà mình đi làm có đúng thực chất ra là cái ngành mà của chỉ thị 16 cho phép hay không. Với chỉ thị 16, người dân ở khu vực phong tỏa trên địa bàn 4 phường vẫn được tạo điều kiện mua sắm các hàng hóa thiết yếu nhưng phải giữ đúng khoảng cách và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Người dân ra ngoài làm việc phải thực hiện cam kết một chiều, tức là chỉ di chuyển theo đúng địa điểm đã đăng ký. Với cái chốt 24/24, lực lượng có mặt tại hiện trường thì cái quân số của công an phường có những lúc là quá tả, dẫn đến là anh em phải căng mình ra để mà thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình. Kể từ 12 giờ ngày 22 tháng 7, toàn thành phố áp dụng một số quy định mới trong phòng chống dịch, nên không chỉ 4 phường thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trước đó, mà toàn thành phố đang cố gắng nâng cao khả năng xét nghiệm, truy vết, tầm soát trên diện rộng, nhằm giúp người dân trên địa bàn chủ động và ý thức hơn trong việc bảo vệ sức khỏe gia đình cũng như cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, như vậy cuộc chiến với dịch COVID-19 đã bước sang một giai đoạn mới với nhiều khó khăn thách thức ở phía trước. Tuy nhiên vượt qua tất cả, trong đó có cả nguy cơ lây nhiễm bệnh, Công an thành phố Đà Nẵng giữa tâm dịch trong những ngày qua đã lặng thầm cống hiến, góp một phần không nhỏ trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, địa phương đang áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 18 tháng 7 khi mà phường Hòa Khánh Bắc ghi nhận một ca nhiễm mới là một công nhân làm việc tại khu công nghiệp Hòa Khánh và đang sinh sống trên địa bàn phường, thì ngay lập tức công an phường đã cắt cử lực lượng có mặt tại khu vực nhà trọ của người này để phong tỏa tạm thời, đồng thời tổ chức các lực lượng khác tiến hành truy vết những trường hợp tiếp xúc gần.
rất nhiều những nhiệm vụ đặt ra đòi hỏi các cán bộ chiến sĩ phải triển khai lực lượng làm một cách nhanh chóng và quyết liệt nhất có thể. 100% cán bộ chiến sĩ công an phường được lệnh khẩn trương làm nhiệm vụ. 14 chốt phong tỏa cứng và mềm được thiết lập, hơn 40 ca dương tính, cùng với đó là cả trăm trường hợp F1 xuất hiện ở địa phương. Ý thức được trọng trách của mình, phải thần tốc quyết liệt để khoanh vùng truy vết, đưa các ca tiếp xúc gần đi cách ly, xét nghiệm kịp thời. Suốt cả tuần nay, nhiều đồng chí công an phường chưa có thời gian ngơi nghỉ, cũng chưa được trở về nhà thăm gia đình. Tạm gác lại những cái cuộc sống riêng tư, những cái tình cảm yêu thương đối với gia đình và con thì chúng ta hướng đến một cái tình cảm lớn hơn, đó là cái tình thương dành cho cộng đồng và cho vì cái cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Có lẽ trong cuộc đời quân ngũ sẽ khó có ai quên được những tô mì tôm húp vội, nhớ cả những ngày dài trực chốt dưới cái nắng hè oi ả, cả những khoảnh khắc lên đường truy vết cùng lực lượng y tế vào bất kể thời gian nào. Tất cả hành động ấy đều với mục đích cao cả nhất là bảo vệ nhân dân an toàn trong dịch bệnh. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo công an quận, của đảng ủy, ủy ban dân phường, sự phối hợp của cơ quan y tế và sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, thì tất cả các trường hợp mà F1, F2 truy vết đến nay cơ bản là hoàn tất. Dịch bệnh có thể kéo dài nhiều ngày nữa và khó khăn vẫn ở phía trước, nhưng tất cả cán bộ chiến sĩ trong vùng dịch vẫn đang rất lạc quan với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bởi các anh biết sự có mặt của mình tại đây là điểm tựa cho người dân yên tâm hơn trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh nguy hiểm này. Chuyển qua một số nội dung khác, so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2020, nửa đầu năm 2021, số vụ cháy giảm 9 vụ, tình hình cháy nổ được kiềm chế. Đây là thông tin nổi bật tại hội nghị sơ kết công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại thành phố Đà Nẵng diễn ra vào ngày 20 tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên đã xảy ra một vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng tại âu thuyền cảng cá Thọ Quang, thiệt hại ước tính 12 tỷ đồng. Tình hình cháy cỏ, rác, đường dây điện, trụ điện giảm 36 vụ và gây thiệt hại không đáng kể, nhưng vẫn còn diễn ra, ảnh hưởng phần nào đến môi trường sống và tâm lý người dân. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, một số hình thức tuyên truyền phòng cháy chữa cháy bị hạn chế. Tuy nhiên, các đơn vị đã vận dụng sáng tạo nhiều cách làm khác nhau để mang lại hiệu quả cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, một trong những biện pháp tuyên truyền phòng cháy chữa cháy hiệu quả nhất đó chính là tổ chức những buổi tuyên truyền lưu động tại khu dân cư. Mới đây nhất, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Hòa Vang đã lưu động tổ chức tuyên truyền phòng cháy cho bà con nhân dân xã Hòa Ninh. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng giúp giảm thiểu những nguy cơ cháy nổ, nhất là trong những ngày trời nắng nóng. Bận rộn với công việc đồng áng, nhưng ông Lê Văn Minh vẫn tranh thủ thời gian đến Ủy ban nhân dân xã để nghe hướng dẫn về cách thức xử lý một đám cháy tại hộ gia đình hay ở khu vực rừng núi. Bằng những kiến thức đơn giản, gần gũi, người nông dân ở Hòa Ninh và lực lượng an ninh cơ sở cảm thấy hào hứng với những phương cách phòng cháy chữa cháy hiệu quả. Hiện tại trong người dân hiện nay là chúng ta đã xây nhà cao tầng này, rồi những lối thoát hiểm cần phải có cái sự chuẩn bị trước để sau này khi mà cháy thì có một hướng giải quyết nhanh gọn hơn. Với phương án diễn tập xử lý tình huống cháy tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân xã đã mang đến cái nhìn trực quan sinh động cho bà con nhân dân cũng như cán bộ nhân viên của Ủy ban xã khi được trực tiếp tham gia xử lý đám cháy. Việc rèn luyện kỹ năng cũng như tâm lý bình tĩnh khi đối diện với sự cố cháy nổ là điều rất quan trọng. Nâng cao cái ý thức phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên toàn xã. Thứ hai là mình kiểm tra lại lực lượng, những cái phương tiện lực lượng tại chỗ của mình, mình các cái để duy trì được thường xuyên khi mà mình có sự cố xảy ra là mình có thể chủ động và kịp thời. Chính việc trang bị, thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như thế này đã và đang củng cố hơn cho phương châm 4 tại chỗ, nâng cao khả năng xử lý sự cố cháy nổ ban đầu, giúp người dân ý thức hơn trong phòng cháy chữa cháy, giảm thiểu những hậu quả xấu có thể xảy ra trong mùa nắng nóng. Tiếp theo là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong tuần qua. Khuya ngày 19 tháng 7, các tổ công tác 911 Công an thành phố Đà Nẵng đã kịp thời bắt giữ 4 thanh thiếu niên gồm Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Xuân Lộc, Nguyễn Hoàng Quốc Khánh và Nguyễn Hoàng Minh Tiến cùng trú thành phố Đà Nẵng khi các đối tượng này dùng hung khí đi giải quyết mâu thuẫn. Lực lượng 911 thu giữ 3 dao tự tạo, một cây ba trắc là hung khí dùng để đi đánh nhau. Các đối tượng khai nhận trước đó bị một nhóm khác gây hấn, ném đá vào người nên cả nhóm chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Cả nhóm chưa kịp thực hiện hành vi thì bị các tổ 911 phát hiện và bắt giữ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can,
với nhóm 7 thanh thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi, tạm trú trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và quận Cẩm Lệ về hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ. Cụ thể, vào tháng 3, do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên trú tại quận Hải Châu, nên Nguyễn Viết Khánh Linh đã tập hợp 10 người cùng với Lê Thanh Duy chuẩn bị tuyếp sắt và hung khí, hẹn đến đường Nguyễn Sinh Sắc thuộc địa bàn quận Liên Chiểu để trả thù. Khi đến cầu vượt ngã ba Huế, nhóm này gặp phải sự kiểm tra của lực lượng 911 nên tháo chạy, thậm chí vung dao chém trả. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Liên Chiểu đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 4 người và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các thanh niên còn lại. Tối ngày 10 tháng 7, một nữ công nhân làm việc trong khu công nghiệp Hòa Khánh trên đường trở về nhà có sử dụng điện thoại thì bị một thanh niên điều khiển xe máy áp sát giật lấy. Vào cuộc điều tra, đến ngày 20 tháng 7, đội cảnh sát hình sự công an quận Liên Chiểu đã truy xét và làm rõ được đối tượng gây án là Lê Dũng Đồng, 28 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình. Tại cơ quan công an, Đồng khai nhận sau khi cướp giật được điện thoại, Đồng sử dụng điện thoại này mạo danh của bị hại để mượn tiền nhiều người. Đối tượng từng có tiền án về tội cướp giật tài sản, vừa ra tù được 1 năm thì lại tiếp tục tái phạm. Đội cảnh sát hình sự công an quận Cẩm Lệ vừa làm rõ nhóm 4 đối tượng gồm Nguyễn Thị Hiền, 36 tuổi, Nguyễn Thị Liên, 33 tuổi, Nguyễn Đại Vinh, 31 tuổi và Nguyễn Văn Hùng, 33 tuổi là thủ phạm gây ra vụ trộm đồng phế liệu có giá trị gần 200 triệu, thu giữ gần 80 kg số đồng phế liệu đã bị trộm cắp. Cụ thể, chờ đêm muộn, Hiền rủ Liên và Vinh là em ruột và bạn trai là Hùng cùng đi trộm cắp tài sản tại một kho phế liệu nằm trên đường Lê Đại Hành, lấy được 8 bao tải chứa loại dây kim loại đồng. Hôm sau, Hiền chia số đồng thành 10 bao tải và đem bán cho một tiệm phế liệu trên địa bàn phường Thanh Khê Tây, thu được hơn 40 triệu đồng. Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu vừa phát hiện bắt giữ Đinh Tấn Xuân, 39 tuổi, Huỳnh Đức Hà, 29 tuổi và Võ Văn Ninh, 23 tuổi, cùng chú quận Liên Chiểu về hành vi trộm dù tre và xe bò. Số tài sản trộm cắp được, các đối tượng mang bán lại cho các hộ kinh doanh cà phê ăn uống có nhu cầu để lấy tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân. Qua test nhanh, các đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 7 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân, lực lượng nòng cốt trên trận tuyến đấu tranh với các loại tội phạm. Trải qua 59 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng này ngày càng đáp ứng yêu cầu giữ gìn an ninh trật tự xã hội trong tình hình mới. Hai chiến công mới đây nhất của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng được xác lập ngay vào thời điểm kỷ niệm ngày truyền thống, càng thể hiện rõ trọng trách giữ bình yên cuộc sống cho người dân. Đây là những đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá ngay thời điểm kết thúc mùa giải Euro. Tính từ thời điểm tổ chức hoạt động đến nay, đường dây này đã giăng mạng lưới cá độ đi khắp nơi trong thành phố, thu hút hơn 40.000 lượt người tham gia. Đáng lưu ý, số tiền tổ chức đánh bạc của nhóm này lên tới con số 55 tỷ đồng. Quy mô này cho thấy sự nguy hiểm tiềm tàng của tổ chức cá độ bóng đá do Nguyễn Anh Tùng và đồng bọn thiết lập. Đôi khi là mình giao cho khách, nhưng mà có nhiều khách mình giao một hai tuần họ thua, họ nghỉ việc hàng. Đó là ví dụ trong cái khoảng thời gian mới 1-2 năm đó mà họ thua 1-2 tuần họ nghỉ. Đây là cái trang đó mình lấy làm. Chiến công nối tiếp chiến công. Ngày 19 tháng 7, sau 2 ngày tiếp nhận vụ trộm cắp tài sản với giá trị lên tới 3 tỷ đồng, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn đã bắt giữ hai tên trộm người nước ngoài là Chen Sao Ly, 27 tuổi và Quang Bai Quang, 38 tuổi. Hai kẻ trộm do có quen biết với bị hại đã xác định được vị trí lắp đặt camera, từ đó né mắt thần để gây án nhằm xóa dấu vết. Thế nhưng bằng sự tinh thông nghiệp vụ, các lực lượng tham gia phá án đã có đủ căn cứ xác định và bắt giữ hai kẻ trộm cắp tài sản này. Toàn bộ số tài sản trộm cắp gồm tiền mặt và đồng hồ đắt tiền đã được thu hồi kịp thời. Lực lượng cảnh sát hình sự trên toàn địa bàn thành phố đã khắc phục những khó khăn và ngày đêm bám trụ địa bàn, theo dõi đối tượng, các loại đối tượng hình sự và thực hiện các cái kế hoạch của lãnh đạo công an thành phố, đạt được cái hiệu quả như thời gian qua. Hai chiến công ở hai trận tuyến đấu tranh với từng loại tội phạm khác nhau, nhưng mục đích chung nhất vẫn là đem đến sự bình yên cuộc sống cho người dân. Điều đó cũng cho thấy, ở bất kỳ thời điểm nào, hoàn cảnh nào, mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân luôn cống hiến hết sức lực, trí tuệ để hoàn thành nhiệm vụ cao quý mà Đảng, ngành công an và nhân dân tin tưởng giao phó. Chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.